anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt vào màn hình và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Khiếp, dục dịch tin đồn bà Trương Thị Mai từ chức, trùng khuế quyết danh suất đặc biệt vào tứ trụ, quật ngã hết các chân trụ quanh tổng trọng, đốt lò hoành tráng, của tổng có giữ được nhân tài nhiều năm qua trên mạng xã hội chúng ta vẫn thường thấy một bộ phận các thanh niên nói rằng việt nam không có văn hóa tử chức các ông quan tham lũng đoạn đất nước mà chẳng gặp vấn đề gì xin khẳng định luôn đấy là những người không bao giờ quan tâm đến chính trị việt nam hoặc không biết gì hoặc cố tình tỏ ra không biết nên họ mới có thể phán xét một cách phiến diện đến như vậy tất nhiên không phủ nhận rằng đất nước chúng ta vẫn còn những cán bộ biến chất yếu kém trình độ làm cho người dân bức xúc nhưng đừng nói là họ đã an toàn đang an toàn hoặc sẽ an toàn Hãy nhìn cuộc đốt lò vĩ đại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thấy các vị quan chức làm sai trái đang run rẩy đến mức độ nào. Ngày hôm qua, thông tin liên quan đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khiến cho cư dân mạng một phen xôn xao và ông đã là vị Chủ tịch nước thứ hai phải rời bỏ vị trí cả đời phấn đấu sau ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó. Quyết định chấn động này xuất phát từ cuộc họp quốc hội bất thường ngày hôm qua. Theo đó, căn cứ hiến pháp luật tổ chức quốc hội, nội quy kỳ họp quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp diễn ra trong buổi sáng tại Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội. Tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thường, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 ông Võ Văn Thường là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thường đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thường đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thường đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Võ Văn Thường thôi giữ các chức vụ Tính từ đầu khóa 15 cho đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công 5 kỳ họp bất thường. Gần đây nhất, đầu năm 2024, Quốc hội đã quyết sách hàng loạt những vấn đề hệ trọng tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố từ chức trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Theo các thông tin được đồn đoán, ông Phúc từ chức để chịu trách nhiệm chính trị do một số thành viên thuộc chính phủ ông Phúc bị kỷ luật và bị bắt, trong đó có hai bê bối lớn đó là vụ việc trục lợi từ các chuyến bay đưa công dân về nước ở đại dịch Covid-19 và đặc biệt là vụ nâng khống giá ký test của Việt Á vậy câu hỏi mang nhiều người thắc mắc là giai đoạn này sai phạm của ông võ văn thường là gì mà nghiêm trọng tới vậy chúng ta rõ ràng không thể biết được chi tiết nhưng đây cũng chính là một lời cảnh tình đến những vị quan tham nhũng cán bộ quyền cao chức lớn nhưng lại đang làm những câu chuyện vi phạm và sai phạm nếu không làm đúng theo lương tâm họ rất dễ phải sống nốt phần đời còn lại trong ăn năn thậm chí là ngồi tù qua mặt tổng trọng tại sao chùm cuối phải dập chủ tịch nước võ văn thường vào lúc này các diễn biến dồn dập những ngày qua cho thấy việc Chủ tịch nước Võ Văn Thường ngã ngựa là sự thật. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, ông Thường từ một chính khách trẻ được đào tạo bài bản, đích thân tổng trọng dìu dắt và có tiền đồ rộng lớn đã trở thành người bị Trung ương Đảng biễn nhiệm, bị Quốc hội bãi nhiệm và buộc phải về hưu sớm. Câu hỏi, ai sẽ là người thay Chủ tịch nước Võ Văn Thường được công luận hết sức quan tâm? Dù rằng chiếc ghế chủ tịch nước bị đánh giá thấp trong tứ trụ, song trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư tại đại hội 14, ghế chủ tịch nước một trong tứ trụ cho phép chủ nhân được hưởng suất đặc biệt, được phép ở lại nhiệm kỳ sau dù đã quá tuổi theo quy định. Đối chiếu với quy định số 214 quy đề TU ngày 2 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị cho thấy, hiện nay chỉ có hai ứng viên đủ tiêu chuẩn ngồi vào ghế chủ tịch nước, đó là bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm. Theo giới phân tích, khả năng cao Bộ trưởng Tô Lâm sẽ giành được chiếc ghế Chủ tịch nước sau hội nghị Trung ương 9 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hiện là nhân vật số 2 trong bộ máy lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, ông thường được đánh giá là một nhân vật trẻ tuổi và thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một câu hỏi đặt ra, tại sao chùm cuối vụ này lại bắt ông Thường ra đi ngay trước cuộc đua vào ghế Tổng Bí Thư tại Đại hội 14? Được biết, Hội nghị Trung ương 9 sẽ giải quyết nhiều việc quan trọng như giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, bầu bổ sung các ghế ủy viên Bộ Chính trị bị khuyết, kể cả chọn nhân sự cho chức vụ trưởng ban Kinh tế Trung ương. Theo giới phân tích, đây được xem là cơ hội duy nhất và cuối cùng để Bộ trưởng Tô Lâm có thể trở thành nhân sự đặc biệt ở lại Đại hội 14 hay không. Ông Bộ trưởng Tô Lâm sinh tháng 7 năm 1957, sẽ 68 tuổi, ông sẽ quá tuổi theo quy định. Vì vậy, nếu không trở thành chủ tịch nước trong thời điểm này, thì Bộ trưởng Tô Lâm sẽ bắt buộc phải từ giã chính trường để nghỉ hưu sau đại hội đảng lần thứ 14 tháng 1 năm 2026. Giới phân tích chính trị Việt Nam dự báo, từ nay đến hội nghị Trung ương 9 sẽ có những thay đổi lớn và bất ngờ trong thượng tầng chính trị Việt Nam, đặc biệt là vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Một nhân vật siêu quyền lực sẽ tiếp tục tỏa sáng và bao trùm lên thượng tầng chính trị Việt Nam thông qua chiến dịch bắt giữ các sân sau của các đối thủ chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm cao tay hơn các đối thủ chính trị của mình. Ngoài Bộ trưởng Tô Lâm có thể ngồi ghế chủ tịch nước thì có thể nói đến bà Trương Thị Mai, bà là người phụ nữ nắm vị trí quyền lực cao thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng sản, chỉ sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà Ngân từng vào đến tứ trụ với vị trí chủ tịch Quốc hội, còn bà Mai thì vào được nhóm lãnh đạo chủ chốt gồm 5 người ở vị trí cao nhất với chức vụ trưởng ban bí thư thật ra bà mai được tổng trọng ưu ái giao cho chức này thời điểm ông võ văn thường nhậm chức chủ tịch nước và chiếc ghế thường trực ban bí thư bỏ trống cách đây một năm rất nhiều người muốn vào nhưng tổng trọng nhất quyết chọn bà mai bởi lúc đó tổng trọng không tin được ai hơn bà mai một nguồn thạo tin cho hay việc ông võ văn thường từ chức đã khiến bà mai không thể chịu đựng được và viết đơn từ chức dù bà Mai làm chính trị nhưng là phụ nữ, bà cũng có phần yếu đuối hơn những đấng mày dầu. Trong cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị mới đây, bà Trương Thị Mai đã đệ đơn xin từ chức, bà phát biểu. Tôi rất đau buồn cho đất nước, tại sao gia tăng bắt bớ để tranh giành quyền lực và tống cán bộ và doanh nghiệp vào nhà tù. Hiện thông tin này chỉ là tin đồn, nhưng nếu bà Trương Thị Mai rút đi thật sự, thì Bộ Chính trị có thêm hai ghế trống, đó là ghế trưởng ban tổ chức Trung ương và thường trực ban bí thư. Việc bà Mai từ chức sẽ khiến ông Trọng khó đỡ. Dư luận cho rằng hiện Tổng Trọng chưa có giải pháp ngay nên chưa thể đồng ý cho bà Mai rút. Bà Trương Thị Mai ngồi lại là một giải pháp cứu cho Tổng Trọng khỏi bị mất thêm ghế. Không rõ liệu Tổng Trọng có thuyết phục được bà Mai ở lại hay không. Và nếu trong trường hợp bà Mai ở lại thì liệu chùm cuối có tung đòn với bà như đã làm với ông thường hay không và liệu sau những lần đốt lò hoành tráng tổng chọn có giữ được nhân tài bên cạnh mình. Tuy nhiên hiện tại thông tin bà Mai từ chức vẫn là tin đồn chưa được xác nhận nên quý vị có thể tin hoặc không, mọi việc vẫn chờ cụ tổng ra tay. Hoan hô, tướng Đinh Văn ơi trời tới bến, truy ra bốn bao tài tiền chạy án của Đỗ Hữu ca, cả gan chi đậm 35 tỷ đề tẩy trắng tội trạng, chưa kịp ăn mừng đã đeo ngay còng số 8. Thưa quý vị Quá tự hào và phấn khởi khi thông tin Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được điều chuyển về Quảng Ninh làm việc. Bà con xóm làng đã rất vui mừng và sung sướng bởi mỗi khi nghe tên ông Nơi thì tội phạm trộm cướp hay các thế lực ngầm cũng phải run sợ và khiếp vía trước sự quyết liệt và bản lĩnh của ông. Và mới đây nhất chính là chuyện Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sọc vào tận sao huyệt để bắt sống ông cựu giám đốc công an Hải Phòng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bởi lúc còn ngồi trên ghế giám đốc, ông ca được mệnh danh là có tiền và quyền, có quen biết, có quan hệ rộng nên ai ai cũng phải dè chừng và kính nể. Nhưng xui cho ông là tướng nơi lại thích chơi liều, ông từng tuyên bố rằng tôi lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước. Từ lúc ông nơi chuyển đến Quảng Ninh làm việc, ông đã tự tay chỉnh sửa bộ máy, đào tạo cán bộ làm việc một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Chẳng hạn như đã điều động, bổ nhiệm 13 vị trí lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh, những người được ông tin tưởng, đánh giá là có tài năng và kinh nghiệm, đã được ông điểm mặt gọi tên. Điều quan trọng mà ít có một vị quan nào dám làm đó là công khai số điện thoại cá nhân cho bà con xóm làng, có nghĩa ông không có thời gian riêng để chăm sóc cho bản thân gia đình. Hệ có ai gọi phản đánh, tố giác tội phạm là ông sẽ khoác áo lên đường, luôn đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu, cho nên người dân cả nước từ người già đến trẻ con đều rất quý trọng và kính để ông. Liệu với hành động sộc thẳng đại bản doanh Hải Phòng để tóm ông Đỗ Hữu Ca có khui ra nhiều bí mật của các ông lớn thượng tầng hay không, cùng làm rõ ngay thôi nào. Thưa quý vị, thật bất ngờ khi mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các bị can, đồng thời truyền toán nhân dân cung cấp để xét xử vụ án. Cụ thể, theo tài liệu điều tra năm 2007, ông Trương Xuân Đức sinh năm 1971, chú phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979, quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Bà Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Trương Xuân Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán, kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Trương Xuân Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn cho đến khi bị bắt giữ. Ông Trương Xuân Đức cùng vợ đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Kết quả điều tra xác định từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Khoảng tháng 10 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức biết tin Trương Văn Nam là cháu của Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn và điều tra xác minh về công ty của vợ chồng Đức quản lý điều hành. Vì vậy, Trương Xuân Đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Sau đó, bà Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên thông báo về việc Nam bị bắt. Công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty Thái Bình Dương mà ông Đức và bà Ngọc Anh quản lý. Bà Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu tác động chạy án cho ông Trương Xuân Đức, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca. Mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, song ông Ca vẫn bảo vợ chồng Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của công ty Thái Bình Dương từ đường 20 tỷ đồng và một số tiền tiêu cự phí khác để lo chạy tội. Từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn Trại Kênh, Đồng Phan, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên. Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ ông Ca chạy tội, ông Đức bảo con trai là anh Trương Minh Thơ nhiều lần đến gặp ông Ca để hỏi về việc của ông Đức, nhưng đều được ông Ca trả lời đang lo việc cho ông Đức cứ bình tĩnh yên tâm. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông ca tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông ca nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng, còn ở công an tỉnh Quảng Ninh thì đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Nếu cần, ông ca sẽ bố trí cho sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang, đồng thời bảo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết không phải lo lắng vì này năng ông ca nên đức và bà ngọc anh không sang quảng ninh gặp ông sang đồng thời tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong ông đức không bỏ trốn nữa mà quay về hải phòng ăn tết sinh hoạt bình thường cùng gia đình Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông Trương Xuân Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông ca, hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng. Nhưng ông ca không trả lại tiền, còn lớn tiếng và đuổi bà Ngọc Anh về. Bà Ngọc Anh sau đó bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang chờ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử theo thẩm quyền. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng đã vi phạm các quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Nội dung này được bà Nguyễn Thị Định, trưởng phòng thanh tra pháp chế, ban tôn giáo chính phủ, khẳng định trong cuộc trao đổi các nội dung liên quan việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với các hoạt động diễn ra tại Chùa Ba Vàng thời gian qua. Về việc tổ chức dước, Trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng, bà Định cho hay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí, Quảng Ninh thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung không theo quy định. Đại diện ban tôn giáo chính phủ cho rằng, với các hoạt động tại chùa Ba Vàng có sự tham gia của nhiều nhà sư và Phật tử người nước ngoài thì trụ trì chùa Ba Vàng phải có văn bản báo cáo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí để tổ chức này có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị được chấp thuận. Tuy nhiên, theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động nêu trên tại chùa Ba Vàng, địa phương không nhận được văn bản xin phép, như vậy căn cứ quy định tại điều 48 của luật tín ngưỡng tôn giáo thì chùa Ba Vàng đã thực hiện không đúng quy định, theo bà định đánh giá. Ngoài ra, bà Định nêu rõ, việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh mời Thượng tọa Sayadaw Webbula vào Việt Nam để tham dự lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và mang xá lợi tóc Đức Phật đến Chùa Ba Vàng tổ chức cho Phật tử, nhân dân chiêm bái nhưng lại sử dụng visa nhập cảnh với mục đích tham quan, du lịch là không đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Bà Định nói, như vậy, theo quy định của pháp luật tín ngưỡng tôn giáo và quy chế nêu trên của giáo hội, thì trụ trì Chùa Ba Vàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi để hoạt động tôn giáo trái pháp luật diễn ra tại cơ sở tôn giáo do mình phụ trách. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm xem xét xử lý theo quy định của giáo hội. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh nhiều lần với mục đích hoạt động tôn giáo ở nước ngoài nhưng không thông qua giáo hội để đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo theo trưởng phòng thanh tra pháp chế ban tôn giáo chính phủ khẳng định theo bà nguyễn thị định những sự việc này đã làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ảnh hưởng tới uy tín của giáo hội phật giáo việt nam Cơ quan thanh tra cho rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí cần chấn chỉnh, yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh rút kinh nghiệm về các hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo. Trước đó, dư luận xôn xao về việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ rước cung cấp thông tin tạo sự hiếu kỳ liên quan một vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật thỉnh từ Myanmar về, việc này gây nhiều phản ứng từ dư luận. Cơ quan Quản lý Nhà nước về Tôn giáo và tỉnh Quảng Ninh. Sau sự việc, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, khiến dư luận hoang mang. Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã sám hối trước chư tôn, đức thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Ba Vàng bị cấm tổ chức sự kiện quốc tế trong một năm thưa quý vị hành vi xấu xa của nhiều quan chức liên tục được phanh phui trước sự tăng tốc chiến dịch phòng chống tham nhũng với những cấp độ khác nhau hành vi xấu xa từ những kẻ được giao phó trách nhiệm quản lý xã hội đã trực tiếp làm xói mòn niềm tin dân chúng về sự liêm chính không chỉ đả hổ và diệt ruồi công cuộc đẩy lùi tiêu cực còn mở rộng hoạt động săn cáo bằng chứng là ngoài việc không cho phép quan chức tha hóa được ung dung hạ cánh an toàn còn khởi tố và bắt giam những quan chức đương nhiệm như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Nguyễn Thanh Bình hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Thế nhưng, có một biểu hiện đáng chú ý là khi hành vi xấu xa bị đưa ra ánh sáng, nhiều quan chức suy đổi đã vội vàng đưa ra những khoản tài chính không nhỏ để khắc phục hậu quả. Hầu hết các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu và vụ án Việt Á đều nộp tiền khắc phục hậu quả. Dính líu đến vụ án AIC, cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành và cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái mỗi người nộp lại 14 tỷ đồng trước ngày xét xử. mới đây dù chưa bị bắt giam nhưng vừa bị khởi tố vì liên quan đến dự án hạc hành tower thì cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa trịnh văn chiến và cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa nguyễn đình Xứng đã nộp lại tổng cộng 45 tỷ đồng biết nộp lại số tiền đã chiếm đoạt gian trá là một thái độ tích cực có thể được tòa án cân nhắc trong một phán quyết công lý thế nhưng nếu quan chức biết dừng tay trước các hành vi xấu xa và biết ăn năn tự thú trước lúc bị điều tra chắc chắn còn đáng khen ngợi hơn kẻ cướp có nộp lại tăng vật thì cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt dành cho kẻ cướp tuy nhiên có phải nhiều quan chức đã giữ gìn cẩn thận những đồng tiền ma mãnh cưỡng đoạt suốt mấy năm để chờ đợi đến thời điểm thích hợp mà nộp lại không rất khó tin có một sự thật như vậy tiền tỷ đâu dễ huy động trong một sớm một chiều liệu có nhà hảo tâm nào cho quan chức sai phạm được vay mượn để khắc phục hậu quả chăng? Và liệu khoản tài chính mà quan chức nộp lại cho cơ quan chức năng có phải là những đồng tiền lương thiện? Không thể nào gột rửa hành vi xấu xa bằng đồng tiền được vơ vét từ bao nhiêu mưu tính đề hèn. Chống dịch phòng chống tham nhũng luôn đặt ra mục tiêu kép, vừa lấy lại tài sản cho nhà nước, vừa lấy lại đạo đức cho cộng đồng. Có lẽ nên làm rõ gốc gác của tiền tỷ mà các quan chức nộp lại sau khi bị khởi tố. Bởi lẽ, chỉ có đồng tiền lương thiện mới có thể cứu chuộc lương tâm sám hối, còn đồng tiền xấu xa thì buộc phải tịch thu. Chứ không thể xem đồng tiền xấu xa như phương tiện khắc phục hậu quả để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo nhà báo Trần Thanh Cảnh phản biện, quan tham chẳng may lộ một vụ bị bắt ra tòa, kết luận điều tra vụ ấy gây thiệt hại cho nhà nước XYZ đồng. Quan bèn nhán bảo người nhà trích ngân lượng đem nộp đủ ngân sách XYZ đồng. Gọi là khắc phục hậu quả, đầy đủ, tòa khen, có tinh thần. Cụ chủ lò bảo, thế là được. Ta chống tham nhũng đặc thù Việt Nam, rất chi là nhân văn. Người ta đã hối hận rồi, khóc rồi, xin lỗi rồi, nộp tiền khắc phục hậu quả rồi, cho người ta cái án khoan hồng. Vui sướng gì mà nhốt mãi, hành hạ lâu, vốn dĩ là tình đồng chí cả. Để người ta sớm ra đời làm người tốt, tiêu nốt chỗ tiền cất giấu được từ muôn ngàn vụ chưa bị lộ. Là bởi lấy ví dụ một tay quan tham từ trong máu, nó leo lên tới trước đầu một tỉnh. Phải đã kinh quạt toàn ghế béo, ăn bấm cả. Chủ huyện dám sở phó tỉnh rồi mới đến chủ tỉnh. Từng ấy năm, từng ấy ghế, ký bao nhiêu là công trình dự án, chén đẫy, béo mầm. Tham nhũng ngút ngàn, không biết bao nhiêu vụ, nhà to xe đẹp, tài sản nhiều, con cái du học Âu Mỹ giáo. Tiền ấy ở đâu ra? Nhân dân Việt Nam, anh hùng dũng cảm, nói giang giang sau lưng với nhau từ lâu từ tham nhũng mà ra vì tham nhũng mà có không có ngoại lệ nên nay quan chẳng may số nhỏ hơi đen quay vào ô đến lượt bị lộ một vụ bay ghế đi tù đền bù thiệt hại thì cũng có bằng cái lông con ngỗng đã chén được từ xưa đâu nên vô tư đi thoải mái đi đời còn dài lai dài trong trại ít hôm như đi ngủ chỗ khác thôi mà rồi mai người ta lại vung vinh bởi thế cứ xử tham nhũng kiểu này thì tham nhũng vẫn ổn định và phát triển mãi mà thôi. Các tầng lớp nhân dân anh hùng nên xác định dũng cảm chịu đựng tiếp. Nếu có việc đến công quyền, không hiểu vấn đề đầu tiên thì vẫn tiễn luôn cút xéo, khỏi mất thời giờ quan nhớn, còn bận nghĩ mưu bào bị trước. Nhà báo Trần Thanh Cảnh bày tỏ, tôi cũng phản đối án tử hình, nhưng cần thiết phải đặt ra án trung thân không giảm án và tất cả quan tham gia tòa đều phải điều tra truy cứu tài sản cá nhân và gia đình, đưa thêm hình phạt bổ sung tịch thu toàn bộ tài sản của cá nhân phạm tội và thân nhân. Dùng công quỹ nếu không giải trình được dành cho tội phạm tham nhũng, chỉ thế may ra mới bớt. Còn cứ sự kiểu này thì không quan tâm làm gì nữa, thêm bực mình. Mà tới giờ, dân ta có vẻ đã bão hòa với chuyện các quan chức tham xếp hàng vào lò.